Vợ anh khi làm chuyện ấy miệng thì rên la ầm ĩ, trong khi anh còn chưa kịp làm gì là sao vậy Dung? Khả năng cao là vợ anh đang giả vờ lên nóc rồi anh ạ. Lý do vì sao ư? Thứ nhất vì không muốn các anh cảm thấy tồi tệ. Nếu như thời gian của các anh quá nhanh, chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền. Vì không muốn các anh bị mất mặt nên nhiều chị em đã chọn cách giả vờ lên đỉnh. Thứ hai là không muốn tiếp tục cuộc yêu. Nhiều chị em bị suy giảm ham muốn, họ không mặn nồng trong chuyện chăn gối. Hơn nữa bị đau rát khô hạn trong quá trình gần gũi khiến cho họ chỉ muốn kết thúc cuộc yêu càng sớm càng tốt. Thứ ba, vì muốn cho đối tác có cảm giác tuyệt vời. Vì họ biết khi một người đàn ông đưa được người phụ nữ lên nóc thì sẽ có cảm giác phấn chấn, hài lòng và họ cho rằng đây là một thành quả đáng được tán dương và tự hào. Thứ tư là vì sự tự tôn của bản thân. Nhiều chị em cảm thấy bất an và lo lắng khi bản thân không thể đạt được cực khoái trong mỗi cuộc yêu, cho nên là họ phải giả vờ đã lên đỉnh vì không muốn các anh nghĩ là mình có vấn đề về sinh lý hay là mình kém cỏi trong chuyện chăn gối. Tuy nhiên, việc giả vờ lên đỉnh quá nhiều lần sẽ khiến cho chị em không thể đạt được cực khoái thực sự. Vậy nên các anh hãy nâng cao kỹ năng, tăng cường thời gian để có thể làm hài lòng chị em phụ nữ. Anh em nào có thời gian quá nhanh hoặc độ cứng không ổn định thì gọi điện qua số hotline em Dung chia sẻ bí quyết nhé.